Phân biệt: shy, ashamed, inhibited. Như vậy ta có shy có nghĩa là xấu hổ vì e thẹn, ngượng ngùng. Inhibited có nghĩa là lúng túng, gượng gạo, thiếu tự nhiên. Ashamed có nghĩa là xấu hổ vì đã làm sai điều gì. Như vậy, hãy áp dụng và làm giúp chị câu hỏi này nhé. Comment đáp án của các bạn nhé. Bye!